tiên đỡ tiếng khang. Vũ không hiểu ý tôi hả? Nè, nè, Vũ nè. À, đây này, cũng không được rồi. Có liều mạng thôi, nên tôi sợ quá, cái Vũ cũng sợ. Con xin lỗi. Hiểu không? Chuyển qua đưa cho nó cầm giùm á. Xin lỗi. Cái xong lần này Vũ cầm. Cảm ơn nghe, rồi bắt đầu mới nhớ chụp ra. Mà con cùng được rồi, con có liều mạng với nó. Ờ đó đó đó. Ờ đó, giống như là hại thích á. Ông không cầm vậy mà anh đưa vậy nè. Đưa đưa thằng thằng. Con cùng được rồi. Con thôi. Thương còn đá được. Thành hạ ông thôi chứ ở nghĩa gì. Đó. Trời ơi. Quánh cho tụi này thêm mới là lão đại. Đúng không? Bạn mới là lão đại. Là đi giờ ra nè. Đi giờ nè. Ra đánh Má Lâm nè. Giờ muốn đánh nè đó. Thấy chưa? Đầu Má Lâm đi dưới này nè. Má Lâm nằm ở dưới nè. Má Lâm bị đánh quá rồi. Trời ơi. Má muốn mèo nghèo rồi. Mèo nghèo rồi đó. Hôm nay. Hôm nay tao cảnh cáo thôi nhé. Nhá. Con này phải tát một cái. Không. Chỉ phải tát con này. Không, cái này đâu dính gì đến mình. Nãy giờ mồm loa mép giải này tát cho mày cái tật mồm loa mép giải. Hôm nay bố mày quẩn. Hôm nay bố mày action. Vũ nó làm cái gì Vũ? Đổ nước, cái nước của ai uống để dư rồi đổ rồi mình hứng nước ống mình uống. Sao hôm nay Vũ bê đê vậy? Bẩm sinh. Gắn luôn nheo luôn hả Vũ? Dạ, cháu ra ba đê mà chị. Nghe hả? Mẹ tên gì Vũ? Dạ, em tên là... để coi em nhớ cái tên Nhật em là... Tên Vũ chứ? Tên Vũ. Đồng anh nhớ. Phụ trong dây Vũ. Cái điều gì nhất mà quan tâm ấy? Bà bơ quan tìm máu ấy, cho tí tiền ấy. Đề của em mẹ của cái gì? Mẹ là ta chửi mẹ kìa. Do rồi, anh xin lỗi em đó, lỡ mồm đó. Đề cái thằng cha mình cái tiền. Phim thì có phim bơm tấn. Sở kịch bơm tấn đó là kịch Ngọc Lan trong gió đó. Số kịch dài mới ra nè. Tập sau nha. Em vừa ngồi xuống nè. Không gì đứng dậy, hai cháu ngồi. Mẹ mày má nợ diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.